Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay nhà mình đi gieo mầm đậu đen, cho nên nhân tiện đấy mình xin chia sẻ với các bạn là cách gieo mầm đậu đen. Mầm đậu đen này ăn rất là tốt các bạn ạ, đặc biệt là đối với trẻ em ăn cực kỳ là tốt. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Đậu đen của mình là mình sử dụng là đậu đen xanh long, và đậu đen đây là mình dùng một lon, mình đã ngâm nước được 4 tiếng cho nó nở ra rồi. Còn đất để mà mình gieo mầm đậu đen ấy, thì đất ấy, là mình sử dụng đất trong cà chua. Các bạn có thể sử dụng đất trong cà chua hoặc bầu bì mướp ạ, vì đậu đen ấy, nó cải tạo đất rất là tốt. Đó, bây giờ mình sẽ đi gieo hạt theo đậu đen xuống. Mầm đậu đen này mình mà trộn thịt bò hoặc là trộn cả hồ cúc rất là ngon đấy. Nếu các bạn muốn đậu đen nhanh lên thì các bạn có thể ngâm 6 tiếng nhé, 6 tiếng cho nó mềm. Sau khi mình rải hạt xong thì mình sẽ phủ một lớp đất mỏng ở trên bề mặt, phủ cho đất nó che hạt đầu đi là được. Sau khi mình phủ đất xong thì mình sẽ phun ẩm. Mình phun ẩm cho thật đều. Sau 3 ngày gieo thì đầu của mình lên như thế này rồi các bạn này. Cỡ 2-3 ngày nữa là mình thu hoạch được rồi. Mầm đậu của mình đã được 5 ngày, bây giờ mình sẽ đi thu hoạch. Tùy theo các bạn chế biến, cách chế biến món ăn mình để đậu dài ngày hay ngắn ngày. Mình thì mình hay trộn về thịt bò hoặc là hộp cơ ngư thì mình 5 ngày là mình thu hoạch được rồi. Mầm đậu thì mình thích điểm ở một chỗ là nó là thức ăn dinh dưỡng, đặc biệt là trẻ em rất là tốt. Nhưng mà nó có một cái mà mình rất là thích nữa, cực kỳ thích, đó là nó cải tạo làm sạch đất rất là tốt đấy các bạn ạ. Đất để mình gieo mầm đậu đó, mình sử dụng cả cái loại đất trong cà chua hoặc bầu bì mướp á, mình sử dụng các loại đất đó để mình gieo mầm đậu. Mầm đậu nó sẽ làm sạch. Khi mà mình thu hoạch mầm đậu xong như thế này á thì đất á mình không cần phải đất để mà trong mình không cần phải dùng trồn vôi hay là cải tạo hay là phơi gì cả. Mình chỉ cần cái đất này á, mình chỉ cần dùng trồn thêm ít tro trấu hay sơ dưa, bón thêm phân nữa là mình trồng lại cà chua và bầu bì mướp luôn.
Vậy là mình đã thu hoạch xong mầm đậu. Đó, được chừng này đấy các bạn. Mầm đậu này là làm được món ăn rất là ngon. Và vừa nó cải tạo đất rất là sạch. Nó cải tạo đất mà mình không cần phải là đi phơi, đi trộn vôi, đi phơi gì hết các bạn ạ. Mình chỉ trồng mầm đậu lên. Và đất đó là mình dùng để mà trồng lại các loại cây ăn trái. Ở cái chậu này thì mình sử dụng đất ít này. Sử dụng đất ít cho nên mình chỉ gieo mầm đậu một lần thôi. Là mình có thể lấy đất này là đi trồng bầu bí mướp hoặc cà chua được rồi. Còn mà nếu các bạn mà trồng cái thùng mà nhiều đất thì các bạn phải xới dưới lên thế này, xới dưới đáy thùng lên và gieo đầu thêm một lần nữa, là phải hai lần, khi đó đất mới sạch được. Ở đây cái đầu này mình dùng chậu thông minh mỏng lắm, mình bỏ đất ít cho nên mình chỉ cải tạo một lần thôi, gieo đầu một lần thôi. Khi trong mầm đầu xong, cải tạo xong thì đất các bạn chỉ trộn thêm các giá thể như trấu húi hoặc xơi dưa, rồi bón thêm phân nữa là đi trồng các loại cây ăn trái được rồi. Chúc các bạn có một món ăn ngon từ mầm đầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ. Tạm biệt các bạn.